Nhà vườn Chao Chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Chao Chảo nha. Thì thưa các bạn, hôm nay nữa thì mình nghĩ rằng các bạn đã quá sức chịu đựng về cái giá mít Thái giá rẻ rồi phải không? Tình hình dịch Covid thì cũng chưa được khống chế, nhưng mà các bạn khoan vội đốn vườn mít nhé. Các bạn cứ chăm sóc bình thường, các bạn gia giảm bớt công, bớt thuốc, bớt phân bón lại, và các bạn cố gắng chăm sóc vườn mít mình cho nó thật ổn định nha. Vì mình tìm hiểu thì cây mít Thái là một trong những 9 loại trái cây mà được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, gồm có thanh long nè, dưa hấu nè, vải, nhãn, chuối, xoài, mít Thái, chôm chôm và măng cụt. Thì cái nghị định thương mại này được ký ngày 26 tháng 4 2019 giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thì phía bên Trung Quốc họ sẽ đảm bảo về cái vấn đề mà đầu vào nhập khẩu chính ngạch cho cái trái mít Thái của chúng ta, khi mà chúng ta đạt đầy đủ những cái tiêu chuẩn về chất lượng và về chứng chỉ xuất xứ, thì khi mà trái mít Thái vào container đến cửa khẩu thì làm thủ tục hải quan xong và được đi vào con đường chính ngạch và đi thẳng vào trong kho ở bên phía bên kia Trung Quốc. Mình được biết cách đây khoảng một năm thì bên Trung Quốc có đề nghị mình làm cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà xuất khẩu của trái mít Thái. Thì các doanh nghiệp mình đã lo được cái giấy này xong rồi. Tất cả các nguồn gốc mà xuất xứ truy xuất trái mít Thái được cấp mã số luôn, vùng trồng luôn, cấp mã số đóng gói ở cái nơi mà trái mít Thái được mua và được đóng gói vào container luôn đó các bạn. Như vậy thì cái trái mít Thái của chúng ta về mặt chính danh, về mặt pháp lý, về mặt ngoại giao giữa hai chính phủ rất là ổn định rồi. Thì chúng ta chỉ bây giờ chỉ còn biết là nâng cao cái sản phẩm và làm sao cố gắng đưa cái chất lượng của trái mít Thái lên trên một cái tầm mới hơn, có thể là chuyển hướng đưa cái trái mít Thái với cái chất lượng thật sự là tốt để đáp ứng với cái thị trường của người tiêu dùng càng ngày càng khó khăn của Trung Quốc nhé. Rồi các bạn biết không, trái mận An Phước hiện nay Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang là diện tích trồng mận An Phước rất nhiều, nhưng mà trái mận An Phước hiện nay cũng không được Trung Quốc cho vào con đường nhập khẩu chính ngạch nữa các bạn, hoàn toàn là đi đường mòn lối mở, đi đường rừng, tắt đường rừng, cổng đường rừng qua bên phía bên kia biên giới không à. Cứ 10 thùng mận vậy là cái người thương lái phải tốn hết ba thùng mận để dành cho trả tiền cho củ vạn để họ ginh, họ khuân những cái thùng mận đó qua bên kia biên giới đi đường rừng đó các bạn. Các bạn thấy trái mít Thái chúng ta hạnh phúc hơn không? Bởi vì chúng ta khoan hả đốn mít nha. Hiện nay giá mít Thái rẻ thì do là dịch Covid bùng phát, xuất khẩu khó khăn. Và hiện nay cái diện tích trồng mít Thái quá nhiều, các tỉnh đua nhau trồng mít Thái, nông dân các tỉnh đua nhau trồng mít Thái. Bởi vậy các bạn không nên mở rộng thêm sản xuất mít Thái nữa, mà các bạn chuyển qua trồng cây khác nhé. Và những vườn nào mà đang trồng ở số lượng mít Thái thì nên giữ, những cái vườn nào mà đang cho thu hoạch thì nên giữ lại cái vườn đó và nâng cao cái chất lượng của trái mít Thái nữa. Và các bạn không nên phát triển thêm diện tích nữa nhé. Hiện nay cung nó gần vượt cầu rồi, các bạn lưu ý điều này nhé. Nếu nói về thị trường xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc bền bỉ nhất là trái mít Thái. Cũng hơn 10 năm rồi nông dân chúng ta đã xuất khẩu trái mít Thái qua bên Trung Quốc. Còn những cái thị trường khác các bạn biết không, nó dễ vỡ lắm, nó dễ bị vỡ chợ lắm. Thời gian nó rất là ngắn so với trái mít Thái, thì mình thấy là cái thời gian mà trụ ở thị trường này rất là nhiều và lâu. Là hiện nay mình được biết là những cái ý kiến ở trên cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì họ cũng cố gắng tìm những cái phương hướng để tìm những cái thị trường khác, có thể là phụ thêm với cái thị trường nhập khẩu của Trung Quốc này. Thực sự ngay cả cái thị trường nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, hiện nay các bạn ra chợ thì cái giá trái mít Thái không dưới trên dưới 25.000 một ký. Thì hiện nay mình thắc mắc là tại sao giá mít Thái rẻ vậy mà tại sao chúng ta không mang đến phân phối cho các cái thị trường nội địa ở các cái thành phố trong cả nước.
Hiện nay mình được biết cái vùng miền Bắc người ta rất ưa cái trái mít Thái này, vì trái mít Thái này rất là ngon và người dân rất là ưa. Đó, thì các bạn nghiên cứu làm sao mà đưa được trái mít Thái ra các cái thị trường nội địa nữa, thì phụ thêm với cái thị trường xuất khẩu Trung Quốc nữa, thì chúng ta sẽ có một cái thị trường bền vững và lâu dài. Và ngay lúc này thì chúng ta cũng đừng nên đốn vườn mít Thái của chúng ta, vì nó sẽ trở lại ở cái mức trung bình. Mình không hy vọng rằng là giá nó cao đâu, nhưng mà giá trung bình và để cho người nông dân chúng ta có lãi và chúng ta có thể sống được nhé. Thôi, video mình chia sẻ đến đây là hết. Mình chúc các bạn sức khỏe được mùa bội thu nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn like và nhấn luôn cái chuông để đón xem những video kế tiếp. Trân trọng kính chào các bạn nha.